Việt Nam có vùng biển rộng lớn, có bờ biển trải dài hơn 3.600 km, cùng hàng ngàn các đảo lớn nhỏ. Từ bao đời nay, người dân ở các xã phường của 151 huyện thị thuộc 28 tỉnh thành phố nước ta tiếp giáp với biển và hải đảo đã quen sống với việc ra khơi vào lộng, đánh bắt cá tôm và giao thương hàng hải. Để thực hiện thắng lợi chiến lược biển đảo đến năm 2020, quyết tâm đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu lên từ biển. Phấn đấu đến năm 2020, kinh tế biển đóng góp từ 53 đến 55% GDP của cả nước. Cần phải giải quyết tốt các vấn đề xã hội, cải thiện đời sống nhân dân vùng biển và ven biển. Vì vậy, đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020, gọi tắt là đề án 317, đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2013, dành cho đối tượng là người lao động và người dân sinh sống trên vùng biển đảo. Các lực lượng vũ trang đang làm nhiệm vụ trên biển. Người lao động trên vùng biển Việt Nam có quốc tịch nước ngoài. Nhằm mở rộng diện tích bao phủ dịch vụ y tế cơ bản, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế biển đảo, từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, giúp người dân, cán bộ, chiến sĩ yên tâm làm ăn, sinh sống, bám biển, giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Trong niềm vui hân hoan của gia đình, bạn bè và đặc biệt là có sự giúp đỡ tận tình của đội ngũ y bác sĩ của viện 175 ra đã đưa cháu bé ra một cách an toàn tuyệt đối. Có những cái bình thường nghèo cũng không chuyển vào được đất liền, mà ở đây cán bộ công nhân viên y bác sĩ ở đây vẫn làm được để cứu nhân dân và cứu mọi người. Và cho nên là nhân dân chúng tôi là rất an tâm. Đây chỉ là hai trong số rất nhiều ý kiến của lãnh đạo và người dân ở các vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc đã và đang được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe từ đề án phát triển y tế biển đảo Việt Nam đến năm 2020. Qua gần 6 năm triển khai, các bộ, ban ngành trung ương và địa phương đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của từng vùng, từng đơn vị, đồng thời có hướng ưu tiên đầu tư cơ sở hạ tầng, trang thiết bị y tế, phương tiện vận chuyển cho các huyện đảo, các cơ sở khám chữa bệnh trên các huyện đảo, xã đảo và ven bờ. Đã có hơn 2.000 tủ thuốc tặng cho các tàu cá đánh bắt xa bờ thuộc các nghiệp đoàn nghề cá các tỉnh Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Hải Phòng. Trên toàn tuyến biển đảo, các lực lượng y tế đã thực hiện cấp cứu, điều trị cho hàng nghìn lượt người bệnh. Khám bệnh, phát thuốc điều trị cho hơn 90.000 lượt người, phẫu thuật cho hơn 2.000 người bệnh, tổ chức hơn 20 chuyến bay trực thăng và 50 chuyến tàu quân sự, vận chuyển bệnh nhân về đất liền an toàn. Nhiều trường hợp mắc bệnh hy hữu, hiểm nghèo đã được xử lý ngay tại chỗ, thông qua hệ thống telemedicine. Trong đó, phải kể đến là ca sinh mổ phức tạp diễn ra cuối năm 2015 tại bệnh xá Trường Sa lớn. Sau gần 30 phút hồi hộp và căng thẳng, bé gái nặng 3,3 kg
Nguyễn Bình Hải Thùy đã cất tiếng khóc chào đời. Sau khi ca mổ thành công và được tôi được ẵm cháu ra ngoài, tôi rất cảm giác rất là vui mừng và hạnh phúc. Ca mổ chúng ta đã rất thành công và hoàn hảo. Điều đó muốn nói lên sự quan tâm của các cấp chính quyền địa phương cũng như là sự phối hợp của quân dân y đã đạt được cái mức là tương đối tốt. Để rồi những nhiệm vụ này chúng tôi hoàn thành tốt thì đấy là một trong những căn cứ để cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân ở vùng biên giới hải đảo cũng như là nói chung và vùng quần đảo Trường Sa nói riêng là yên lòng. Yêu cầu đặt ra với các xã đảo độc lập trên biển thuộc đề án 317 đó là 100% có trạm y tế xã, trong đó 50% đạt tiêu chí chuẩn y tế cho vùng biển đảo, 40% bệnh viện, trung tâm y tế huyện đảo có khả năng triển khai kỹ thuật ngoại khoa tương đương bệnh viện hạng 2. Từ lâu, bệnh xá Trường Sa đã trở thành một địa chỉ tin cậy cho việc chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và ngư dân nơi đầu sóng ngọn gió. Những năm qua, bệnh xá đã được đầu tư máy móc, trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hệ thống khám, điều trị bệnh từ xa telemedicine hoạt động hiệu quả, đã thu dung cấp cứu hơn 10.000 bệnh nhân, phẫu thuật thành công 1.338 ca bệnh, trong đó đại phẫu là 24 ca. Ở trên quần đảo Trường Sa này thì chúng tôi luôn luôn nhận rõ cái vai trò trách nhiệm của mình trong cái việc bảo đảm cho sức khỏe của bộ đội, của nhân dân cũng như ngư dân, để giúp đỡ ngư dân, bảo đảm cho ngư dân bám biển. Và ngoài ra là một chiến sĩ quân y hoạt động trên đảo Trường Sa thì chúng tôi còn luôn luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ để giúp cho cái việc xây dựng cũng như là bảo vệ chủ quyền biển đảo. Biển Đông là một trong số 10 tuyến đường hàng hải lớn nhất trên thế giới, với lượng lao động trên đội tàu Viễn Dương và vận tải biển nội địa tương đối lớn. Vì vậy, đóng góp vào việc chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cộng đồng lao động trên biển đảo phải kể đến ngành y học biển Việt Nam. Những năm qua, Viện Y học biển đã khám định kỳ và cấp chứng chỉ sức khỏe đi biển cho hơn 20.000 lượt thuyền viên làm việc trên các tàu biển trong và ngoài nước, cung cấp kiến thức cơ bản và sơ cấp cứu ban đầu về y học biển cho các sĩ quan bong khi làm nhiệm vụ thay thế cho sĩ quan y tế trên tàu biển theo công ước của Tổ chức Hàng hải Quốc tế. Đồng thời, Viện cũng chú trọng đào tạo, bổ túc bác sĩ về y học biển để có đủ năng lực cấp cứu, khám chữa bệnh, các bệnh lý đặc thù biển đảo cho 70% các bệnh viện, trung tâm y tế huyện đảo và các bệnh viện ven biển thuộc các bộ ngành kinh tế biển. Trong những năm tiếp theo, thì đơn vị trước hết là tiếp tục chú trọng đến cái công tác đào tạo, cử cán bộ đi đào tạo, đặc biệt là đào tạo theo các cái gói kỹ thuật. Thứ hai là phối hợp với các cái bệnh viện tuyến trên để triển khai các cái kỹ thuật mới tại đơn vị để làm sao mà đáp ứng được cái nhu cầu của bà con, đặc biệt là trong những cái điều kiện mà thời tiết không thuận lợi như ở Cô Tô. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những đơn vị có nhiều đóng góp trong việc hỗ trợ nâng cao năng lực chuyên môn kỹ thuật và quản lý cho Viện Y học Hải quân và các đơn vị quân y hải quân, giúp lực lượng hải quân hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng cường chăm sóc sức khỏe cho nhân dân vùng biển đảo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Từ tháng 6 năm 2015 đến nay, Bệnh viện Bạch Mai đã chuyển giao 17 gói kỹ thuật thiết yếu và chuyên sâu thuộc 11 chuyên ngành cho các cán bộ chiến sĩ hải quân. Gần 5.000 cán bộ chiến sĩ hải quân được thụ hưởng trực tiếp thông qua hàng loạt các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, tư vấn, khám sức khỏe, truyền thông, giáo dục sức khỏe. Với sự hỗ trợ giúp đỡ đó, theo thống kê của Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân, trong gần 6 năm qua, quân y Trường Sa đã khám, điều trị, cấp thuốc cho hơn 4.800 lượt người, trong đó 2.120 lượt ngư dân đánh bắt hải sản, cấp cứu phẫu thuật cho hơn 40 ngư dân, 17 quân nhân làm nhiệm vụ tại đảo, nhà giàn JK1. Trong 9 tháng đầu năm 2019, đã cấp cứu hơn 100 lượt ngư dân gặp nạn trên biển. Chúng tôi đã cử rất nhiều đoàn xuống để đào tạo tại chỗ, đã hướng dẫn, tư vấn và trực tiếp giúp đỡ
để họ xây dựng được một kế hoạch khám bệnh ngoại trú, chú trọng vào cấp cứu, hồi sức tích cực, rồi tâm thần kinh, phục hồi chức năng. Đấy là những cái bệnh cảnh mà của các chiến sĩ hải quân rất là hay mắc. Đầu năm 2016, Bệnh viện Bạch Mai đã chủ động đưa 115 cán bộ chủ chốt của bệnh viện và câu lạc bộ giám đốc các bệnh viện phía Bắc đến 11 đảo, điểm đảo và nhà giàn JK1 thuộc quần đảo Trường Sa để tìm hiểu các mặt bệnh của cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên đảo thường mắc. Thông qua chuyến công tác, các thành viên trong đoàn không chỉ được cảm nhận sâu sắc, tận mắt chứng kiến cuộc sống, sinh hoạt, học tập, công tác khó khăn gian khổ của quân và dân trên các đảo, nhà giàn, mà qua đó nâng cao trách nhiệm của người thầy thuốc đối với phát triển y tế biển đảo. Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức đoàn công tác gồm nhiều bác sĩ, nhiều giáo sư đồng hành đến trực tiếp khám sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ ở các cái đảo trong quần đảo Trường Sa. Có những cái bệnh, mặt bệnh mà chúng tôi cũng phát hiện ra, có những phát hiện cũng là mới ban đầu, và với con mắt chuyên khoa chúng tôi muốn tư vấn cho các chiến sĩ hải quân, quân y ở đây những cái việc mà chúng ta làm và làm tốt hơn để có thể phục vụ tốt hơn cho cứu chữa chiến sĩ cũng như là nhân dân trong trường hợp có những sự cố. Trước khi đến với Trường Sa thì chúng tôi đã khám cho rất nhiều cán bộ chiến sĩ rồi người thân của họ ở trên đất liền. Nhưng mà đến với Trường Sa thì làm cảm xúc hoàn toàn đặc biệt. Có lẽ thì đây cũng là một cái dịp mà chúng tôi cũng trải nghiệm được là những cái gian khó của người chiến sĩ. Và có lẽ là nếu có cơ hội thì những người trẻ nên đến Trường Sa để hiểu được là những cái khó khăn ở trên đất liền chỉ là quá nhỏ bé với các chiến sĩ ở đây. Ngành dầu khí Việt Nam là một ngành kinh tế mũi nhọn, có tốc độ phát triển rất nhanh. Phần đông người lao động của ngành dầu khí phải làm việc dài ngày tại giàn khoan trên biển, hoạt động trong lĩnh vực có môi trường độc hại, rủi ro và nguy cơ tai nạn lao động là rất lớn. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp an toàn, đầu tư trang thiết bị, các đơn vị dầu khí đã phối hợp với ngành y tế trong công tác đào tạo cán bộ, xây dựng trung tâm y tế đủ năng lực khám dự phòng, tư vấn sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch bệnh cho nhân dân, lực lượng lao động vùng biển đảo. Theo thống kê hiện nay, phương tiện hoạt động trên biển có khoảng 130.000 tàu thuyền đánh bắt cá. Nguy cơ dẫn đến tai nạn, sự cố xảy ra trên biển là rất cao và ngày càng diễn biến phức tạp. Trước thực trạng này, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn các địa phương đã phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tập huấn, huấn luyện cho ngư dân những kiến thức cơ bản về sơ cấp cứu với nội dung là các tình huống sát với thực tế và gắn liền với thực hành, giúp ngư dân trên biển biết cách chăm sóc sức khỏe, tự bảo vệ bản thân. Bên cạnh đó, ngành hàng hải tổ chức diễn tập cấp cứu, nâng cao khả năng ứng phó sự cố trên biển, triển khai các hoạt động tìm kiếm cứu nạn, tổ chức điều động các lực lượng, tham gia hoạt động tại hiện trường, tìm kiếm và cứu nạn thuyền viên bị trôi giạt trên biển, sơ cấp cứu y tế đối với người bị nạn, chữa cháy, trợ giúp tàu bị nạn, phối hợp với các lực lượng trên bờ, vận chuyển cấp cứu các nạn nhân đến các cơ sở y tế kịp thời, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về người và của. Có một báo thuyền viên sống sót bị việc là em rất cảm ơn. Mừng báo 20 đã chăm sóc sức khỏe. Rồi mấy anh trưởng viên. Trong cái chuyến tàu của anh Quốc bị nạn vừa rồi thì ngư dân của chúng tôi là được lực lượng hải quân cũng như lực lượng kiểm ngư đã cứu nạn, và hôm nay là các anh đã chăm sóc và đưa ngư dân về đến cảng.
Một trong những đơn vị luôn làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn trên biển, đó là Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải. Đối với công tác vận chuyển, cấp cứu nạn nhân trong vùng biển đảo gần bờ, 24 hải lý trở vào, lực lượng, phương tiện, chủ yếu là các tàu xa của Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực, các tàu của Hải đội Biên phòng các tỉnh, Chi cục Kiểm ngư khu vực, các phương tiện đánh bắt thủy hải sản ven bờ. Các tàu cứu nạn và vận chuyển bệnh nhân phối hợp với các đài thông tin duyên hải, các trung tâm tư vấn y tế xa, chịu sự chỉ đạo huy động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn tỉnh và chỉ huy hiện trường của các Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn Hàng hải khu vực để tổ chức cứu nạn và vận chuyển cấp cứu nạn nhân đưa về cơ sở y tế điều trị. Nỗ lực cao nhất để cứu người bị nạn trên biển trong mọi tình huống là yêu cầu đặt ra và đó chính là động lực để mỗi lần dông bão, tàu cứu nạn xa, khu vực 3 lại rẽ sóng ra khơi, ngược chiều những con tàu hối hả về bờ. Phụ trách công tác phối hợp tìm kiếm cứu nạn trên vùng biển rộng khoảng 250.000 cây số vuông, nhưng Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 3 chỉ có 2 tàu cứu nạn và 1 cano. Lực lượng mỏng nên tập thể cán bộ nhân viên đơn vị, nhất là đội ngũ thuyền viên, luôn phải căng sức để thực hiện nhiệm vụ. Lực lượng cứu nạn chúng tôi sẵn sàng 24/24, bất cứ khi nào bà con gặp nạn, gặp sự cố trên biển, chúng tôi đã cung cấp những cái thông tin của cái phòng trực ban của đơn vị để bà con có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ túc trực và có những ứng phó kịp thời hỗ trợ cho bà con khi bà con gặp nạn trên biển, giúp bà con yên tâm bám biển, khai thác hải sản cũng như là bảo vệ chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Chúng tôi hành nghề biển và mênh mông. Chúng tôi nhìn thấy những tàu xa này thì chúng tôi rất là phấn khởi, yên tâm để mà làm. Thư cảm ơn. Bằng tất cả lòng biết ơn sâu sắc, chúng tôi, Hoàng Tiến Khôi, Nguyễn Viết Thắng là hai thủy thủ may mắn được cứu sống trong vụ tai nạn chìm tàu Hải Thành 26BLC. Xin được gửi lời tri ân đến toàn thể cán bộ đang công tác tại Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm Cứu nạn khu vực 3 và các cơ quan lãnh đạo thành phố Vũng Tàu. Trong thời gian chúng tôi và người nhà nạn nhân ở tại trung tâm đã được các cán bộ chăm lo động viên, an ủi và chia sẻ. Không chỉ chăm lo cho chúng tôi về miếng ăn, chỗ ngủ mà còn hỗ trợ chúng tôi về kinh tế để chúng tôi có thể vượt qua ngày tháng đau thương này. Điều quan trọng hơn nữa, chúng tôi xin ghi lòng tạc dạ là các cán bộ đã dùng hết sức mình, không quản ngại ngày đêm để tìm được đồng nghiệp của chúng tôi, mặc dù họ đã ở lại với biển cả. Với tất cả tấm lòng của mình, anh em chúng tôi xin chúc tất cả các cán bộ mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Vũng Tàu, ngày 4 tháng 4 năm 2017. Người viết: Hoàng Tiến Khôi. Chúng tôi đọc rất là xúc động. Đó là thể hiện được cái tấm lòng của người bị nạn và được lực lượng cứu nạn chúng tôi cứu được. Và qua đó cũng là một cái yếu tố hết sức quan trọng để động viên cho lực lượng cứu nạn chúng tôi lấy đó làm một cái nỗ lực để mà tiếp tục phấn đấu và sẽ nỗ lực và phấn đấu nhiều hơn nữa để kịp thời nhanh chóng giảm thiểu được những cái mất mát không đáng xảy ra cho người đi biển. Hội chẩn, mổ cấp cứu qua hệ thống telemedicine đối với các trường hợp khẩn cấp.
bay cấp cứu, chuyển thương bất kể ngày đêm đối với những trường hợp đặc biệt nghiêm trọng. Chăm sóc sức khỏe, đưa vào đất liền với trường hợp ngư dân gặp nạn trên biển. Đó chỉ là một vài trong số hàng trăm nghìn lượt cứu trợ giúp đỡ của lực lượng quân y tại các vùng biển đảo cả nước. Từ năm 1991, thực hiện chương trình y tế số 12 kết hợp quân dân y. Ngoài khu vực biên giới đất liền, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, mô hình quân dân y kết hợp đã được triển khai ở hầu hết các tuyến đảo trên lãnh hải Việt Nam. Các bệnh xá, trung tâm quân dân y được đầu tư xây mới khang trang với các trang thiết bị hiện đại. Đội ngũ cán bộ y bác sĩ được đào tạo bài bản, từng bước làm chủ được về chuyên môn, khống chế đẩy lùi các dịch bệnh nguy hiểm như sốt rét, sốt xuất huyết, tay chân miệng, thành lập được ngân hàng máu cho nhân dân, phục vụ kịp thời nhiều trường hợp cấp cứu ngoại khoa như ở các đảo Lý Sơn, Côn Đảo, Cô Tô. Đặc biệt là sự kết hợp hỗ trợ rất lớn từ các bệnh viện tuyến trên như Bệnh viện 175, Bệnh viện 87. Với cái vai trò, nhiệm vụ là cái bệnh xá lớn nhất trong 3 cụm đảo, thì Bệnh viện 175 cũng phát huy rất là tốt, có các cái nghị quyết và các cái kế hoạch rất cụ thể, rõ ràng và rất sâu sắc, và ứng dụng rất nhiều các cái phương tiện, trong đó có cái ứng dụng công nghệ thông tin mà Bộ đã trang bị, đó là hệ thống telemedicine. Các cái ca cấp cứu, phẫu thuật, kể cả đẻ thường cũng như là mổ đẻ ở trên đảo đều được thực hiện thành công và rất an toàn. Từ đó đã tạo được cái niềm tin rất lớn đối với lại nhân dân sinh sống trên đảo, cũng như là bà con ngư dân đánh bắt trên cái vùng biển Trường Sa của chúng ta. Do đặc thù thường xuyên làm việc trên biển dài ngày, nên việc tự trang bị cho mình những kiến thức cần thiết để đảm bảo an toàn cũng như giúp đỡ những người xung quanh là rất cần thiết. Vì vậy, các đơn vị y tế đã tăng cường tuyên truyền đến ngư dân cách phòng chống các bệnh đặc thù trên biển, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên biển, an toàn sinh mạng khi đi biển, kiểm tra trang bị tủ thuốc và dụng cụ y tế cho các tàu đánh bắt cá. Đồng thời, tổ chức huấn luyện và cấp chứng chỉ an toàn lặn biển, cấp cứu ban đầu các trường hợp tai biến do lặn. Đây là căn bệnh phổ biến và nguy hiểm với người làm nghề lặn, do áp suất dưới nước cao gây giảm áp và tai biến. Tai nạn này thường xảy ra với những người lặn không được huấn luyện kỹ thuật về lặn, không tuân thủ những quy tắc thiết yếu về thời gian, động tác trong quá trình lặn, hoặc cũng có thể xảy ra khi thợ lặn không có thiết bị đồ lặn đúng quy chuẩn. Chúng tôi đưa từng các cái sự vụ tại địa phương, nơi có những nhân chứng sống, những sự việc thật, thì qua trao đổi đó chúng tôi mời luôn cả những cái chủ tàu mà được chúng tôi hỗ trợ, họ lên họ cùng trao đổi. Thì cái việc mà tiếp thu của bà con thì tôi qua những cái lớp tuyên truyền này tôi thấy là bà con tiếp thu rất là nhanh. Chúng tôi cũng đề nghị bà con mua sắm trang bị thêm các cái thiết bị hỗ trợ như là pháo sáng, như đuốc cầm tay. Qua sự khảo sát này thì chúng tôi nghĩ rằng là đây cũng là những căn cứ để Bộ Y tế xây dựng một cách cụ thể chi tiết về cái tính khả thi và tính thực tiễn cao hơn đối với cái đề án y tế biển đảo, cụ thể về vấn đề dự phòng, về vấn đề điều trị, về vấn đề bảo hiểm y tế toàn dân, về vấn đề môi trường, những cái nhu cầu thiết thực nhất mà có khả thi nhất đối với quân và dân sống chiến đấu trên biển đảo, cũng như là những bà con đánh bắt xa bờ mà y tế có thể phục vụ làm sao được tốt nhất để giúp cho sự nghiệp bảo vệ biển đảo yêu quý của Tổ quốc. Như vậy, việc tăng cường năng lực chuyên môn cho cơ sở y tế ở các đảo xa, hỗ trợ cấp cứu cho các tàu cá đánh bắt xa bờ và tổ chức hệ thống vận chuyển cấp cứu là cực kỳ cần thiết.
tổ chức đầu tư trang bị y tế, nhân lực, cơ sở hạ tầng cho hồi sức cấp cứu, khám chữa bệnh cho vùng biển đảo và làm nhiệm vụ hỗ trợ cấp cứu từ xa, telemedicine sẽ giúp các bác sĩ ở đất liền hỗ trợ các bác sĩ tại đảo trong việc chẩn đoán và lựa chọn phương pháp kịp thời, giảm thiểu tai biến và tử vong. Hiện tại, 100% tàu vận tải biển, tàu viễn dương thực hiện đầy đủ các quy định quốc tế về đảm bảo y tế biển. 100% người lao động trên các tàu biển, nhà giàn có kiến thức tự bảo vệ sức khỏe và biết kêu gọi sự trợ giúp khi có tình huống cấp cứu. Với những kết quả đã đạt được, với những biện pháp đã và đang tích cực triển khai, tin rằng chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, lực lượng vũ trang đang sinh sống, hoạt động, thực hiện nhiệm vụ tại các vùng biển đảo sẽ ngày một nâng cao, góp phần tích cực vào việc giữ vững chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.